Dạ thưa bác, theo bác thì hiện nay ai trong số các thầy ở Việt Nam mình đủ trình độ để mà đến đối chất với bác ạ? À? Trong số các thầy đó thì bác ngán ai nhất hả bác? Bây giờ tôi nói thiệt á, bác thì chỉ tôn trọng người tu thôi chứ còn ngán bác hoàn toàn không ngán. Mà bác dám tuyên bố này, đất nước Việt Nam này không có cái ông nào có khả năng phá được cái tiền tàu này. Bác nói cho tiền, nhưng mà bác kính tôn trọng tất cả những người tu từ thượng tọa trở lên bác cho là thánh tăng hết, bác không dám khi dễ ai. Nhưng bác tuyên bố một câu là không ai phá vỡ cái thiền tông này được. Lời nói của bác ra thì giống như là đinh mà đóng vô cột, đóng hết vô không có nhổ ra được đâu. Bác dám tuyên bố cái này. Thì cái vấn đề cán, cái ngán đó thì bác không ngán, nhưng mà bác kính trọng người ta chứ bác không ngán. Kính trọng với ông là thượng tọa hoặc là hòa thượng, tiến sĩ, cử nhân, thạc sĩ gì đó thì bác kính trọng người ta. Còn bác dám tuyên bố là không phá vỡ cái thiền tông này được, vì bác đã nghiên cứu từ lúc 20 tuổi mà bây giờ 84 tuổi là phải là 64 năm rồi đó. Chưa, bác hoàn toàn, vì bác đã thử đi rồi. Từ từ lúc hai mươi mấy tuổi bác đã từ tìm những ông cầu những thánh tăng bác hỏi, hoàn toàn không phá vỡ được bác, mà bác sẽ hạ gục bất cứ ai. Hiện bây giờ cũng vậy, nhưng mà cái này là tại con hỏi bác mới nói thôi chứ không phải bác có ngạo mạn đâu, mà cái này nó là sự thật như vậy. Bác nên nhớ là không phải ngạo mạn mà là sự thật như vậy, vì cái thiền tông này là bất khả xâm phạm, nó là sự thật đi. Sự thật thì không cách nào phá vỡ được cái sự thật, mà cái gian dối mới phá vỡ được mà thôi. Phải hiểu cái cơ bản này. Rồi con hỏi tiếp đi.